Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị trong bản tin Phật sự 20 giờ của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Bản tin Phật sự hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021, ngày 11 tháng 2 năm Tân Sửu, với nhiều hoạt động Phật sự đáng chú ý như sau. Kiên Giang, Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Rạch Giá lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tại chùa Ngọc Bửu Hương. Bình Dương, Ban trị sự Phật giáo thành phố Dĩ An long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 6 tại chùa Tây Thiên. Long An, Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Tân Thạnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Bình Phước, Phật giáo huyện Bù Gia Mập suy cử 11 thành viên đại biểu Phật giáo lần thứ 4 nhiệm kỳ tới. Bình Định, Ban thường trực Ban trị sự tỉnh triển khai Phật sự. Đồng Tháp, Phật giáo thành phố Sa Đéc bổ nhiệm trụ trì chùa Vạn Phước. Hải Phòng, lễ Hằng Thuận tại chùa An Biên. Tiền Giang, chùa Phú Khánh tổ chức bàn giao nhà tình thương tại huyện Tân Phước. Phần tin Phật giáo quốc tế, Nhật Bản, chùa Thiện Quang, một trong những ngôi chùa nguy nga nhất tại đất nước Phù Tang. Và sau đây, kính mời chư tôn đức tăng ni và quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Thưa quý vị, trong không khí trang nghiêm, đạo tình, hòa chung niềm phấn khởi hướng đến kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và niềm vui chung của không khí toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, Phật giáo nhiều tỉnh thành trên cả nước đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các quận, huyện, thị, thành, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 22 tháng 3 năm 2021, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Rạch Giá đã chính thức diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 10. Sáng ngày 22 tháng 3 năm 2021, nhằm ngày 10 tháng 2 năm Tân Sửu, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tại chùa Ngọc Bửu Hương, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá. Chứng minh tham dự đại hội có Hòa thượng Thích Minh Tông, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Thượng tọa Thích Huệ Tâm, Phó ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng chư tôn đức thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị, thành trong tỉnh, chư tôn đức thành viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Rạch Giá, trụ trì các tự viện và đại diện gần 300 Phật tử tiêu biểu trong thành phố. Về phía chính quyền có sự tham dự của ông Danh Lắm, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh Kiên Giang, ông Đào Văn Xem, Phó ban tôn giáo tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Văn Nhỏ, Phó Bí thư thường trực Thành ủy thành phố Rạch Giá, ông Nguyễn Quốc Sử, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá, cùng đại diện các ban ngành thành phố Rạch Giá, phường Vĩnh Hiệp cũng như quý thiện hữu tri thức đồng về tham dự. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Tiến nhấn mạnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Rạch Giá với chức năng nhiệm vụ của mình đã tham gia tích cực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Phật sự trong nhiệm kỳ qua, góp phần thành tựu công tác Phật sự của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức, nhân sự, điều hành, cũng như phối kết hợp với những mặt công tác xã hội khác, để đánh giá những thành quả đạt được các công tác Phật sự trong nhiệm kỳ chính và định hướng cho các Phật sự trọng tâm của nhiệm kỳ 10 2021-2026 và sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, đồng thời phân công nhiệm vụ đúng người đúng việc cho từng thành viên trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Rạch Giá để tiếp thu và triển khai công tác Phật sự đúng yêu cầu đạt hiệu quả của tổ chức giáo hội nói chung.
Tại đại hội, nhiều lẵng hoa và phần quà chúc mừng từ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cũng như Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị thành và các cấp chính quyền gửi đến chúc mừng. Thượng tọa Thích Phước Thắng, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 cho biết, thành phố Rạch Giá hiện có tất cả 29 ngôi chùa, 25 ngôi tự viện thuộc hệ phái Phật giáo Bắc Tông, Khất Sĩ và 4 chùa thuộc hệ phái Phật giáo Nam Tông. Cả ba hệ phái đều đoàn kết hòa hợp với phương châm thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức để chung lo Phật sự cũng như hướng dẫn tín đồ Phật tử sinh hoạt tu học theo đúng chánh pháp, thực hiện đúng hiến chương và nội quy của các ban ngành viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước. Qua đây, Thượng tọa đã sơ lược lại các thành tựu Phật sự qua các mặt tăng sự, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, giáo dục đào tạo tăng ni, nghi lễ, văn hóa Phật giáo, đặc biệt công tác từ thiện xã hội nhiệm kỳ qua đạt hơn 68 tỷ đồng. Đại đức Thích Pháp Trí, Chánh thư ký Ban trị sự thành phố, nêu phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026. Đại đức nhấn mạnh, để đạt được sự thành công trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra, Ban trị sự thành phố cùng tăng ni và Phật tử phải toàn tâm toàn ý, đồng thời ý thức trách nhiệm đối với đạo pháp dân tộc, thể hiện hành từ bi vô ngã vị tha của người con Phật, khắc phục những hạn chế tồn tại để cùng nhau hướng về tương lai, xây dựng Phật giáo thành phố Rạch Giá ngày càng phát triển vững mạnh. Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo trong việc thực hiện và giám sát chương trình hoạt động Phật sự như đã đề ra, nắm vững chủ trương chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá đã trao bằng tán dương công đức, bằng khen cho tập thể Ban trị sự và các cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác Phật sự 5 năm qua. Tại đại hội, tiểu ban nhân sự trình danh sách dự kiến nhân sự nhiệm kỳ 10-2021-2026. Sau đó, Hòa thượng Danh Đổng, trưởng Ban trị sự tỉnh lấy ý kiến biểu quyết và đại hội thống nhất thông qua danh sách nhân sự nhiệm kỳ mới với 19 thành viên. Thượng tọa Thích Minh Tiến tiếp tục được tín nhiệm chức vụ trưởng Ban trị sự Phật giáo thành phố. Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Quốc Sử ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo thành phố trong 5 năm qua, nhất là trong công tác an sinh xã hội và hình ảnh tốt đẹp của Phật giáo thành phố khi hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh mà Thủ tướng Chính phủ đã đề xướng. Ông mong rằng tân Ban trị sự thành phố tiếp tục phát huy hơn nữa để đạt được những thành công trong công tác Phật sự. Thay mặt Ban trị sự tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Thượng tọa cho biết, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tin tưởng chọn thành phố Rạch Giá tổ chức đại hội điểm, để từ đó đại hội Phật giáo các huyện, thị, thành phố kế tiếp tổ chức đại hội thành công. Thượng tọa cũng thống nhất với báo cáo và phương hướng hoạt động Ban trị sự thành phố. Thượng tọa mong rằng tăng ni Phật tử thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp để lập thành tích hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam 1981-2021. Đồng thời đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, tiếp tục công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ môi trường, v.v. Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Rạch Giá thành tựu viên mãn và khép lại trong tinh thần đoàn kết hoan hỷ của tất cả đại biểu. Cũng trong sáng qua, ngày 22 tháng 3 năm 2021, ngày 10 tháng 2 năm Tân Sửu, Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Dĩ An lần thứ 6 nhiệm kỳ 2021-2026 đã long trọng diễn ra tại chùa Tây Thiên, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đại hội Giáo hội Phật giáo thành phố Dĩ An cũng đã thành tựu viên mãn trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp và thống nhất. Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Huệ Thông, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương. Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký Hội đồng trị sự Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương. Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự, trưởng các ban ngành Phật giáo tỉnh Bình Dương. Chư Tôn Đức trụ trì các cơ sở tự viện trong thành phố, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như quý nam nữ Phật tử đồng tham dự. Chính quyền tham dự có ông Nguyễn Huỳnh Đình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, ông Huỳnh Phú Quý, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Bình Dương, ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, ông Võ Trung Ba, Phó trưởng phòng PA02 Công an tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành thuộc thành phố Dĩ An, phường Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Bình An.
Sau phần phát biểu khai mạc của Đại đức Thích Thiện Tánh, Ủy viên Ban trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Di An, Trưởng Ban tổ chức Đại đức Thích Trúc Quang, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự Phật giáo thành phố Di An báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ năm 2016-2021. Trong 5 năm qua, Phật giáo thành phố Di An đã thành tựu nhiều Phật sự, góp phần không nhỏ trong quá trình xây dựng và phát triển. Trên địa bàn thành phố Di An có tổng số 25.884 người đã quy y Tam Bảo và hàng chục ngàn tín đồ có niềm tin đối với Phật giáo. Toàn thành phố có 38 tự viện gồm 35 chùa và 3 tịnh xá. Trong đó có một chùa được công nhận di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia là chùa Núi Châu Thới. Công tác từ thiện đã đạt được trong 5 năm qua là gần 39 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đại hội cũng thông qua mục tiêu phương hướng hoạt động Phật sự của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Di An nhiệm kỳ mới. Tại đại hội, đại biểu cũng đã được lắng nghe bản tham luận của Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, Trưởng Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Di An trình bày với chủ đề Phật giáo Di An góp phần xây dựng thành phố văn minh giàu đẹp. Dịp này, Ban trị sự và Tăng Ni thành phố trong nhiệm kỳ qua có nhiều nỗ lực đóng góp trong công tác Phật sự, góp phần vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng đã được Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và Ủy ban Nhân dân thành phố Di An đã trao tặng bằng khen và bằng tuyên dương công đức. Tiếp đến, Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách nhân sự gồm 18 vị và đại hội đã suy cử Đại đức Thích Thiện Tánh tái đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Di An nhiệm kỳ 6 năm 2021-2026. Trong không khí hân hoan của đại hội, ông Phạm Văn Bảy, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Di An đã bày tỏ niềm vui mừng trước những thành tựu đã đạt được của Ban trị sự Phật giáo thành phố Di An trong những năm qua. Ông mong rằng trong nhiệm kỳ mới, với cơ cấu thành phần tiêu biểu, uy tín, trí tuệ, sẽ đủ sức đảm nhiệm xây dựng Phật giáo thành phố vững mạnh và đóng góp nhiều hơn nữa, góp phần xây dựng quê hương Di An nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung ngày càng phát triển. Hòa Thượng Thích Huệ Thông đã ban đạo từ, đã tán thán công đức của Chư Tôn Đức trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Di An nhiệm kỳ qua, đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Di An nói riêng. Đồng thời, Ngài cũng gửi lời cảm ơn tới chính quyền thành phố đã tạo điều kiện cho các Phật sự được thuận lợi, hanh thông. Hòa Thượng mong rằng trong nhiệm kỳ mới này, Chư Tôn Đức Tăng Ni Tân Ban trị sự Phật giáo thành phố Di An sẽ khắc phục những nhược điểm, phát huy những ưu điểm có được để tổ chức những hoạt động Phật sự ích đạo, lợi đời, đưa Phật giáo phổ cập tới quần chúng nhân dân, hướng dẫn tín đồ Phật tử sinh hoạt theo đúng chính pháp và hiến chương của giáo hội. Thưa quý vị, hôm nay ngày 23 tháng 3 năm 2021 là kỷ niệm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước, 23 tháng 3 năm 1975, 23 tháng 3 năm 2021, cùng hòa trong không khí hân hoan của tăng ni Phật tử cả nước chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam 1981-2021 và trong không khí Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp huyện, thị, thành đang diễn ra tại khắp các tỉnh thành. Sáng nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bù Gia Mập đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bù Gia Mập nhiệm kỳ 4 2021-2026 tại chùa Đức Hạnh, thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập. Chứng minh tham dự có Hòa Thượng Thích Nhuận Thanh, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa Thượng Thích Từ Tấn, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chư Tôn Đức Ban trị sự Phật giáo huyện Bù Gia Mập và Tăng Ni Phật tử. Đại diện chính quyền có ông Ma Ly Phước, tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, ông Vũ Long Sơn, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, các sở ban ngành huyện Bù Gia Mập và các xã trong huyện, các công ty doanh nghiệp trong tỉnh, đại diện tôn giáo bạn đồng về tham dự. Đại đức Thích Chiếu Lượng, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo, Phật giáo huyện Bù Gia Mập luôn tích cực, nghiêm túc, thực hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trách nhiệm trong nội bộ, hòa hợp giữa Tăng Ni và Phật tử, đưa Phật giáo vào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới, phát triển trên tinh thần tốt đạo đẹp đời.
Trong 5 năm qua, Tăng Ni Phật tử huyện Bù Gia Mập đã vận động đóng góp cho công tác từ thiện xã hội với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng, góp phần tích cực cùng với chính quyền, mặt trận huyện nhà, làm tốt công tác xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo trên toàn huyện. Cũng trong nhiệm kỳ qua, Ban trị sự đã đề nghị thành lập được 6 cơ sở thờ tự. Đến nay, trong huyện đã có 13 cơ sở thờ tự được nhà nước công nhận, đặc biệt là thành lập 2 ngôi chùa đặc thù, đa số là Phật tử dân tộc thiểu số, là chùa Huệ Năng tại thôn Bù Bưng, xã Đắc Ơ và chùa Hương Lâm, xã Bù Gia Mập. Số liệu tăng ni đến nay trong huyện có 17 vị, có 4.755 tín đồ, trong đó 1.620 tín đồ chính thức đã quy y, đồng bào dân tộc thiểu số có 859 tín đồ. Với những thành tựu đạt được trong hoạt động Phật sự, Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng trao tặng bằng tuyên dương công đức, bằng khen cho tập thể cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ qua. Đại hội cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Tại đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Pháp lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách nhân sự gồm 11 thành viên vào Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bù Gia Mập, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Đại đức Thích Minh Hậu tái đắc cử đảm nhiệm chức vụ trưởng ban. Đạo từ tại đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Pháp hoan hỷ tán thán tinh thần tập thể chung của Phật giáo huyện Bù Gia Mập và những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hòa thượng cũng khuyến tấn các thành viên tân ban trị sự Phật giáo huyện cần phải nỗ lực chung tay xây dựng thành một khối đại đoàn kết từ địa phương đến các cấp, thực hành kỷ cương giới luật, mỗi thành viên luôn có trách nhiệm với vai trò của mình, thắt chặt tình đoàn kết để Phật giáo huyện nhà và tỉnh Bình Phước ngày một phát triển vững mạnh. Thưa quý vị, theo báo cáo từ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, Kiến Tường, Vĩnh Hưng, tại Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Tân Thạnh, nhiệm kỳ 2021-2026, đã diễn ra trong sáng qua, ngày 22 tháng 3 năm 2021, Phật giáo liên huyện có tổng số 15 tự viện và 33 tăng ni trong nhiệm kỳ qua đã thành tựu nhiều hoạt động Phật sự quan trọng. Đặc biệt là công tác từ thiện, xã hội đã đạt trên 56,5 tỷ đồng. Đại hội quy tụ 181 đại biểu tham dự, diễn ra trên tinh thần hoan hỷ, đoàn kết, hòa hợp và thành công tốt đẹp. Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Tân Thạnh đã chính thức khai mạc trọng thể tại hội trường văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Thạnh, chùa Phật Bửu, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Tham dự đại hội có Hòa thượng Thích Huệ Hồng, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Trưởng ban chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Phật giáo huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, Chư tôn đức ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Chư tôn đức ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đại hội còn có sự tham dự của các cấp chính quyền, sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh Long An, huyện Tân Thạnh, thị xã Kiến Tường, huyện Vĩnh Hưng và các xã trên địa bàn huyện Tân Thạnh và đông đảo Phật tử cùng tham dự. Phát biểu khai mạc tại đại hội, Hòa thượng Thích Quảng Ý cho biết, được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tại văn bản số 897 đổi tên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, Kiến Tường, Vĩnh Hưng thành Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Thạnh từ nhiệm kỳ mới và tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Tân Thạnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đến, Đại đức Thích Lễ Thông báo cáo công tác Phật sự 5 năm qua của Phật giáo liên huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, Kiến Tường, Vĩnh Hưng. Tại đây, đại hội cũng nêu lên phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới. Tiếp đến, chủ tọa đại hội, Hòa thượng Thích Minh Thiện thông qua danh sách nhân sự nhiệm kỳ 10 và lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách 9 thành viên ban trị sự giới thiệu nhân sự cho nhiệm kỳ 10 2021-2026. Đại hội đã thống nhất thành phần nhân sự đã được suy cử vào tân ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Thạnh nhiệm kỳ 10 2021-2026 gồm chứng minh 3 vị, ban trị sự 9 vị do Thượng tọa Thích Lễ Tấn làm trưởng ban. Theo đó có Đại đức Thích Lễ Thông làm phó trưởng ban thường trực, Ni sư Thích Nữ Nguyên Trí, phó trưởng ban, trưởng phân ban ni giới, Đại đức Thích Nguyên Lộc, chánh thư ký, trưởng ban thông tin truyền thông. Đại hội đã thông qua danh sách khen thưởng vinh danh công đức Hòa thượng Thích Quảng Ý, nguyên trưởng ban trị sự Phật giáo liên huyện, nhiều nhiệm kỳ đã làm tốt Phật sự, đóng góp nhiều công đức đối với Phật sự tỉnh nhà cũng như Phật giáo liên huyện. Đồng thời khen thưởng các cá nhân tập thể đã làm tốt Phật sự trong thời gian qua. Tại đại hội, Chư tôn đức tăng ni Phật tử huyện nhà cũng đón nhận nhiều bằng khen cấp tỉnh, cấp huyện trao tặng. Đại diện chính quyền, ông Nguyễn Văn Trung,
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Thạnh đã có lời ghi nhận và khen ngợi Phật giáo liên huyện trong nhiệm kỳ vừa qua và mong rằng Phật giáo huyện Tân Thạnh nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy tinh thần tốt đời đẹp đạo, hộ quốc an dân. Đạo từ tại đại hội, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tri ân tán thán công đức đến chư tôn đức điều hành Phật sự thành tựu trong thời gian qua. Nhân đây, Hòa thượng ôn lại lịch sử thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và chư tiền bối hữu công đã hết lòng phụng sự cho đạo pháp, cho dân tộc qua các thời kỳ. Hòa thượng cũng nhấn mạnh, tân ban trị sự cần giữ gìn, phát huy những truyền thống cao quý mà Phật giáo Việt Nam có được như hộ quốc an dân, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa, xã hội, phải làm công dân tốt, tu sĩ tốt để thực hiện tốt đạo đẹp đời, sống đúng với hạnh của người xuất gia, đúng với hiến chương của giáo hội, pháp luật của nhà nước. Tân ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Thạnh cùng tăng ni Phật tử nguyện y giáo phụng hành và thực hiện nghiêm túc lời đạo từ chỉ đạo của Hòa thượng trưởng ban làm kim chỉ nam để hoàn thành mọi Phật sự trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đại biểu Phật giáo quận 3 lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức được diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 3 năm 2021 tại Văn phòng Ban trị sự Phật giáo quận 3, Chùa Minh Đạo, địa chỉ 12/3bis Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, được thành công tốt đẹp. Sáng ngày 22 tháng 3 năm 2021, Phái đoàn Tân Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 đã đến thăm và tri ân đến lãnh đạo Ban Thường vụ Quận ủy tại trụ sở Ủy ban Nhân dân quận 3, số 99 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đại biểu Phật giáo quận 3 lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức được diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 3 năm 2021 tại văn phòng Ban trị sự Phật giáo quận 3, chùa Minh Đạo, địa chỉ số 12/3bis Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, được thành công tốt đẹp. Sáng ngày 22 tháng 3 năm 2021, Phái đoàn Tân Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 đã đến thăm và tri ân đến lãnh đạo Ban Thường vụ Quận ủy tại trụ sở của Ban Nhân dân quận 3, số 99 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Phái đoàn Tân Ban trị sự Phật giáo quận 3 do Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Tân trưởng Ban trị sự làm trưởng đoàn. Tháp tùng đoàn có Đại đức Thích Thiện Châu, Phó trưởng ban thường trực ban trị sự, Đại đức Thích Minh Duyên, Phó trưởng ban trị sự, Đại đức Thích Minh Ân, Chánh thư ký ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3, cùng chư tôn đức tăng ni thường trực ban trị sự Phật giáo quận 3 khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Thân mật đón tiếp đoàn có ông Phạm Thành Kiên, thành ủy viên, bí thư quận ủy quận 3, ông Nguyễn Thành Nam, phó bí thư thường trực quận ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận 3, ông Võ Văn Đức, phó bí thư chủ tịch của Ban Nhân dân quận 3, ông Huỳnh Gia Giang, ủy viên ban thường vụ quận ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 3, cùng các ông bà trong thường vụ quận ủy và lãnh đạo các ban ngành quận 3. Tại buổi gặp, thay mặt thường trực ban trị sự Phật giáo quận 3, Thượng tọa Thích Thiện Bửu đã gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến các vị lãnh đạo ban ngành quận đã hỗ trợ cho Phật giáo quận 3 tổ chức thành công của đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, Đại đức Thích Thiện Châu đã báo cáo kết quả đại hội cùng các hoạt động và công tác Phật sự trong nhiệm kỳ vừa qua mà Phật giáo quận đã đạt được với sự chỉ đạo sâu sắc của Ban Thường trực, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, sự quan tâm của Thường trực Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận 3, sự hỗ trợ động viên của Mặt trận Tổ quốc, sự đoàn kết của tăng ni Phật tử quận nhà. Từng thời điểm trong nhiệm kỳ, Ban trị sự đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng, đặc biệt là các thành tích trong công tác an sinh xã hội. Tại đây, Đại đức Thích Thiện Châu cũng đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo quận 3 đã quan tâm giúp đỡ và hỗ trợ cho Ban trị sự Phật giáo quận về việc tổ chức đại hội được thành tựu viên mãn và rất mong được sự tiếp tục hỗ trợ của lãnh đạo quận 3 với các hoạt động Phật sự thời gian tới. Nhân dịp này, ông Phạm Thành Kiên, thành ủy viên, bí thư quận ủy quận 3 đã gửi lời chúc mừng thành công của đại hội, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Ban trị sự Phật giáo quận 3 đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và bày tỏ sự tin tưởng tập thể Tân Ban trị sự sẽ hoàn thành tốt mọi phương hướng đã đề ra trong nhiệm kỳ mới, góp phần vào sự phát triển chung cho quận 3, ngày một thanh bình thịnh vượng, phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo là hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Sau cùng, đoàn Tân Ban trị sự Phật giáo quận 3 đã có những phần quà lưu niệm gửi tặng đến lãnh đạo quận 3.
Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2021, ngày 11 tháng 2 năm Tân Sửu, tại Văn phòng Ban trị sự tỉnh 114 Tăng Bạc Hổ, thành phố Quy Nhơn, Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định đã diễn ra cuộc họp định kỳ xoay quanh công tác chuẩn bị Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh và nhiều Phật sự quan trọng khác. Cuộc họp được đặt dưới sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, Thượng tọa Thích Đồng Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Chư Tôn Đức Đồng Phó Ban Trị sự, Chư Tôn Đức Tăng Ni Cư sĩ Phật tử, thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đồng tham dự. Phát biểu khai mạc cuộc họp, Hòa thượng Thích Nguyên Phước đã triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng trong thời gian tới. Thực hiện nghị quyết của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Ban Thư ký Ban Trị sự tỉnh đã thực hiện thống kê tăng ni tự viện toàn tỉnh. Số liệu đến nay toàn tỉnh hiện có 1.220 tăng ni, 394 tự viện. Cuộc họp đã thảo luận và thống nhất giới thiệu Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021-2026. Trọng tâm buổi họp cũng thảo luận về công tác chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, Chư Tôn Đức cũng đóng góp ý kiến về việc thành lập Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 3 huyện miền núi của tỉnh, An Lão, Vân Canh và Vĩnh Thạnh để tạo thuận duyên cho các hoạt động Phật sự tại các huyện này. Thường trực Ban trị sự cũng triển khai thông tư hướng dẫn tổ chức đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và thảo luận các kế hoạch tổ chức đại lễ tại tỉnh Bình Định. Các hoạt động sẽ được tổ chức như lễ thắp nến tri ân chư tôn trưởng lão hòa thượng trưởng ban trị sự tỉnh qua các nhiệm kỳ, các bậc tiền bối hữu công, đại lễ kỷ niệm, thuyết pháp, triển lãm văn hóa Phật giáo tỉnh Bình Định và những thành tựu Phật sự 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định. Sáng 22 tháng 3 năm 2021, ngày 9 tháng 2 năm Tân Sửu vừa qua, được sự chấp thuận của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và các cấp chính quyền, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Sa Đéc long trọng tổ chức lễ bổ nhiệm ni sư Thích Nữ Lệ Thành trụ trì chùa Vạn Phước. Sáng ngày 22 tháng 3 năm 2021, mùng 9 tháng 2 năm Tân Sửu vừa qua, được sự chấp thuận của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và các cấp chính quyền, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Sa Đéc long trọng tổ chức lễ bổ nhiệm ni sư Thích Nữ Lệ Thành trụ trì chùa Vạn Phước. Tham dự chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện An, Hòa thượng Thích Nhật Quang, đồng thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Phước Thông, Hòa thượng Thích Thiện Phương, đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Hòa thượng Thích Chân Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chư Tôn Đức Phó Ban Thường trực Ban trị sự, Trưởng Ban ngành Phật giáo tỉnh, tăng ni trụ trì tự viện trong toàn tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, thành phố Sa Đéc, xã Tân Khánh Đông và Phật tử cùng tham dự. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Chân Trí, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Sa Đéc đã trình bày sơ lược về lịch sử ngôi chùa Vạn Phước cũng như những nỗ lực hoạt động hoằng dương Phật pháp của ni sư Thích Nữ Lệ Thành trong thời gian qua. Tiếp đến, Thượng tọa Thích Minh Sơn, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự đọc quyết định bổ nhiệm ni sư Thích Nữ Lệ Thành, thế danh Võ Thị Mến, chính thức trụ trì chùa Vạn Phước. Cung kính đón nhận quyết định từ Hòa thượng trưởng ban, ni sư phát nguyện tinh tấn để hoàn thành trọng trách mà Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh và Phật tử đã tin tưởng và giao phó. Ni sư Tân Trụ Trì đã bày tỏ lòng biết ơn đến các cấp chính quyền, bà con Phật tử, nhân dân đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ trong thời gian qua. Đại diện chính quyền, ông Châu Văn Tài tặng quà và phát biểu chúc mừng đến ni sư Tân Trụ Trì. Đồng thời bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, ni sư Tân Trụ Trì sẽ tiếp tục phát huy những công việc lợi đạo ích đời, hoàn thành tốt công tác Phật sự. Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Nhật Quang đã nói lên tinh thần nhập thế của Phật giáo xuyên suốt quá trình du nhập vào đất nước. Hòa thượng cũng mong rằng nhân dân Phật tử cùng chính quyền địa phương cùng với ni sư trụ trì giữ gìn, bảo vệ và phát triển ngôi chùa, lấy đó làm nơi tu tập, triển khai công cuộc hoằng pháp, độ sinh, đem chánh pháp của Đức Phật truyền bá rộng rãi đến mọi nơi để khắp nơi đều được sống trong tinh thần của Đạo Pháp. Thay mặt ban tổ chức, Đại Đức Thích Trí Khả, Phó Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cảm tạ tri ân đến Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni.
Nhân dịp này, Ni sư Tân Trụ Trì đã chúc thọ đến thân mẫu để bày tỏ tri ân, ơn sinh thành, dưỡng dục. Hội đủ duyên lành trong niềm tôn kính Tam Bảo, dưới ánh sáng nhiệm màu của mười phương chư Phật, vào ngày 20 tháng 3 năm 2021, ngày 8 tháng 2 năm Tân Sửu, tại chùa An Biên, hay còn gọi là chùa Vàng, số 244 Tô Hiệu, phường Trại Câu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Thượng tọa Thích Tục Bách, trụ trì chùa An Biên, đã tổ chức lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ là Tân Lang Nguyễn Đăng Khoa, pháp danh Liên Hoa Quang Hưng, và Tân Nương Vũ Thị Tươi, pháp danh Liên Hoa Mỹ Hạnh. Buổi lễ hằng thuận càng ý nghĩa hơn khi được cử hành đúng dịp kỷ niệm ngày xuất gia của Đức Phật. Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, trụ trì chùa Dư Hàng, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã quang lâm chứng minh và cử hành nghi lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ trong ngày lễ trọng đại này. Mở đầu chương trình là nghi lễ tụng kinh nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, chư Phật mười phương gia hộ cho bách gia chăm họ được bình an và cầu cho đôi bạn trẻ được hạnh phúc bên nhau tới ngày răng long đầu bạc. Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã giảng giải cho đôi bạn trẻ cũng như toàn thể đại chúng về ý nghĩa của lễ hằng thuận. Đây là duyên lành cho những ai được phúc báu, có cơ hội được thực hiện nghi lễ hôn nhân của mình hay của con cháu và người thân tại chùa. Hòa thượng đã làm lễ chú nguyện vào đôi nhẫn cưới và giảng giải cho hai bạn trẻ hiểu về ý nghĩa của chiếc nhẫn cũng như ý nghĩa của chữ nhẫn đối với hạnh phúc trong mỗi gia đình. Nhẫn ở đây là nhẫn nhịn, vợ chồng phải biết nhường nhịn, nhẫn nhịn nhau, tôn trọng nhau. Nhẫn ở đây chính là sự tu dưỡng đạo đức và tu dưỡng phẩm hạnh. Một gia đình có êm ấm, hòa thuận được hay không, phần lớn là do sự nhẫn nhịn quyết định. Lễ hằng thuận là nghi thức đặc biệt dành riêng cho lễ cưới được tổ chức trang nghiêm và trọng thể tại chùa. Ngoài các lễ nghi truyền thống của một đám cưới như chào nhẫn cưới, nhận lời chúc phúc của hai họ, thì nghi thức hằng thuận trong ngày cưới mang đậm dấu ấn đạo đức tâm linh và trí tuệ của đạo Phật, cùng với những định hướng rất cụ thể, giúp cho đôi vợ chồng có được một tương lai lạc quan, tươi sáng trên tinh thần giác ngộ giải thoát. Khởi sự hôn nhân với lễ hằng thuận đã tạo điều kiện cho cô dâu chú rể được đỉnh lễ chư Phật, được quy y Tam Bảo, được chư tăng đứng ra chứng minh hôn sự trong bầu không khí thiêng liêng ngay nơi chính điện, quả là một diễm phúc, đồng thời được quý thầy tận tình hướng dẫn đạo lý vợ chồng trong đời sống hôn nhân như lời Đức Phật đã dạy trong kinh Thiện Sinh hay kinh Ca Thi La Việt. Trên tinh thần nhập thế, khơi nguồn tuệ giác trong đời sống, việc hướng dẫn gia đình Phật tử tổ chức lễ hằng thuận tại các chùa chiền tự viện hay tư gia nhằm mang lại hạnh phúc bền vững cho gia đình của người Phật tử, định hướng cho gia đình Phật tử một cuộc sống tốt đời đẹp đạo, cũng như thuận lợi hơn trong việc tiến tu trên con đường Phật Pháp. Sau khi cử hành các nghi lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ, Hòa Thượng đã có một thời pháp tới toàn thể đại chúng và khuyến tấn hai bạn là Tân Lang và Tân Nương, vợ chồng cùng sống hòa thuận với nhau, tương kính nhường nhịn cùng nhau, có trách nhiệm và bổn phận làm vợ làm chồng, phải yêu thương và chung thủy với nhau, cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngoài ra, đối với ông bà, cha mẹ và con cái, phải hướng đến con đường tu tập giác ngộ và giải thoát trên cơ sở giữ gìn ngũ giới, hành thập thiện và tu tập theo bát chánh đạo. Trước sự gia hộ của mười phương chư Phật và sự chứng minh của chư Tôn Đức, đôi bạn trẻ đã đối trước Tam Bảo, đối trước chư Tăng, dâng lên lời phát nguyện sẽ luôn yêu thương nhau, luôn tôn trọng nhau, luôn bảo vệ cho hạnh phúc của gia đình, để hạnh phúc đó được trường tồn mãi mãi, và đón nhận giấy chứng nhận lễ hằng thuận từ Hòa Thượng chủ lễ và nhận quà chúc phúc từ chư Tôn Đức chứng minh cùng hai bên gia đình. Một không khí hoan hỉ trong mọi người đến tham dự buổi lễ của đôi Tân Lang và Tân Nương, tràn đầy niềm hạnh phúc trong không gian an lạc của Phật Pháp. Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2021, 9 tháng 2 năm Tân Sửu vừa qua, sư cô Thích Nữ An Thảo, trú xứ chùa Phú Khánh, ấp Phú Xuân, xã Phú Mỹ, kết hợp lãnh đạo chính quyền địa phương và nhà tài trợ tổ chức bàn giao căn nhà tình thương cho hộ của ông Đỗ Văn Danh và nghiệm thu các công trình hỗ trợ tại ấp Phú Xuân, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Được biết, hộ ông Đỗ Văn Danh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Ông Danh hàng ngày làm nghề phụ hồ để nuôi gia đình gồm 4 nhân khẩu, nhà không có đất canh tác. Cùng với việc hưởng ứng lời kêu gọi của đảng ủy, chính quyền địa phương chung tay hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sư cô Thích Nữ An Thảo, chùa Phú Khánh đã vận động kêu gọi câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ Lam Sơn, thành phố Hồ Chí Minh tài trợ số tiền 90 triệu đồng để giúp cho hộ ông Đỗ Văn Danh xây dựng căn nhà mới khang trang. Buổi lễ bàn giao căn nhà có sự tham dự của đại diện các ngành, đoàn thể xã, lãnh đạo ấp Phú Xuân và đại diện nhà tài trợ câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ Lam Sơn, thành phố Hồ Chí Minh.
Tại buổi bàn giao nhà, sư cô Thích Nữ An Thảo có lời cảm niệm công đức đến quý Phật tử câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ Lam Sơn và lãnh đạo chính quyền các cấp đã hỗ trợ nhiệt tình trong việc xây dựng nhà để sớm đưa vào sử dụng. Đồng thời chia sẻ động viên cùng gia đình ông Danh, mong gia đình cố gắng làm ăn sau khi đã ổn định được chỗ ở. Dịp này, gia đình ông Đỗ Văn Danh còn được nhà tài trợ, cơ quan chính quyền tặng các phần quà thiết thực, những nhu yếu phẩm để cần thiết phục vụ sinh hoạt thường nhật. Cùng ngày, sư cô Thích Nữ An Thảo cũng đã tổ chức nghiệm thu công trình tại hộ gia đình ông Phan Văn Lục, 97 tuổi, cùng ngụ ấp Phú Xuân, xã Phú Mỹ. Gia đình ông trước đây đã nhận được sự hỗ trợ xây dựng lại căn nhà, nhưng chưa có các công trình phụ để sinh hoạt. Cuộc sống hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy ông tuổi đã cao, sức khỏe kém, nên sư cô Thích Nữ An Thảo đã vận động hỗ trợ xây thêm khu nhà bếp, nhà vệ sinh, tổng kinh phí là 22 triệu đồng. Công trình này do đạo tràng từ thiện Phật tử chùa Phú Khánh tài trợ. Ngoài ra, sư cô Thích Nữ An Thảo còn đến nghiệm thu công trình tại hộ ông Đinh Công Tấn, 51 tuổi, cũng thuộc hộ khó khăn cư ngụ tại địa phương. Sư cô đã vận động hỗ trợ cất thêm nhà tiền chế phía sau và nhà vệ sinh để gia đình ông tiện nghi trong sinh hoạt thường nhật. Tổng kinh phí hỗ trợ gia đình ông Đinh Công Tấn là 18 triệu, do bác Mười Ri, Phật tử chùa Phú Khánh phát tâm tài trợ. Được biết, tổng kinh phí cho các công tác thiện nguyện lần này của chùa Phú Khánh vận động tài trợ tại địa phương là 130 triệu đồng. Vừa rồi là các hoạt động Phật sự đã diễn ra trong nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị về Đại hội đại biểu Phật giáo trong các bản tin sau. Bây giờ, kính mời Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị cùng đến với chuyên mục Phật giáo quốc tế kỳ này. Chùa Thiện Quang được xây dựng trước khi Phật giáo ở Nhật Bản được chia thành các giáo phái khác nhau. Do đó, chùa hiện đang thuộc về cả hai tông phái là Thiên Thai Tông và Tịnh Độ Tông. Pho tượng chính của chùa là một pho tượng Phật bí mật, được giấu kín và không trưng bày trước công chúng. Tương truyền, đây là bức tượng Phật đầu tiên được đưa từ nước ngoài vào Nhật Bản. Cụ thể là pho tượng ấy được chuyển từ Ấn Độ đến Nhật Bản vào thế kỷ thứ 6, dưới thời trị vì của Hoàng đế Kim Mei. Khi đến Nhật Bản, pho tượng đã được di chuyển vài lần trước khi đến dừng chân ở thành phố Nagano. Theo quy định của chùa, mọi người tuyệt đối giữ bí mật về bức tượng, không được trưng bày cho bất cứ ai thấy, kể cả vị trụ trì của chùa. Tuy nhiên, một bản sao của pho tượng đã được tạo ra để trưng bày trước công chúng mỗi 6 năm một lần vào mùa xuân trong một buổi lễ gọi là lễ Gokaijo. Sự kiện này thu hút nhiều tín đồ và du khách đến dự. Trong giai đoạn Sengoku giữa thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 17, khi chùa Thiện Quang tham dự vào các cuộc chiến tranh giữa Uesugi Kenshin và Takeda Shingen, vị trụ trì sợ nó sẽ bị thiêu rụi nên ngài đã xây dựng một ngôi chùa Thiện Quang mới. Ngôi chùa ấy bây giờ gọi là Kofu, nó tồn tại cho đến ngày nay. Chùa Thiện Quang có nhiều công trình kiến trúc khác nhau. Công trình ấn tượng đầu tiên đó là cổng tam quan của chùa, cổng Niomon. Ngay trước cổng có hai pho tượng hộ pháp lớn, hai pho tượng này mới được tạo dựng lại vào năm 1918. Ngôi chánh điện của chùa nằm sau cổng tam quan được xem như là một báu vật quốc gia. Nó được xây dựng lại vào năm 1707 và là công trình kiến trúc bằng gỗ lớn thứ ba tại Nhật Bản. Ngôi chánh điện của chùa luôn mở cửa đón tiếp khách thập phương, mọi người đều có thể vào chánh điện tụng kinh, lễ bái và cầu nguyện. Ngôi điện Daikanshin nằm bên trái phía sau khu vực chánh điện, đây là nơi ở của vị trụ trì. Khuôn viên của khu vực này cũng khá rộng, nó còn có cả một mảnh vườn. Điện Rokushiso nằm bên phải của Daikanshin, tại đấy tôn thờ 6 pho tượng của các vị Bồ Tát. Cổng Sanmon trong quần thể kiến trúc của chùa được xem là một di sản văn hóa quan trọng. Ở đây tôn trí 5 pho tượng Phật bằng gỗ quý, và điện Kyozo thì nằm xa về phía bên trái của cổng Sanmon. Điện này cũng là một di sản văn hóa quan trọng, đây là nơi lưu trữ các bản kinh sách Phật giáo. Trong khuôn viên của chùa có một pho tượng của Ngài Binsuru, vị y sĩ thân cận của Đức Phật. Du khách đến chùa thường chạm vào pho tượng để mong lành bệnh. Chùa Thiện Quang là một trong những điểm hành hương du lịch nổi tiếng ở Nagano, Nhật Bản. Mỗi năm có đến hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan. Chùa mở cửa chào đón tất cả mọi người, bất kể là họ thuộc giáo phái nào của Phật giáo hay là không phải người theo đạo Phật. Phần tin vừa rồi đã khép lại bản tin Phật sự 20 giờ của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Thành kính tri ân sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị thân tâm thường lạc, mọi sự viên thành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kinh Pháp Cú số 409. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi Bà La Môn.